Bài này chúng ta sẽ nói về các cái phép tính toán ở trong Java, và chúng ta sẽ phải biết cách để cho người sử dụng nhập vào các cái con số, sau đó thì tính toán, thí dụ cộng trừ nhân chia các con số đó lại với nhau. Mà muốn cho người sử dụng nhập vào thì chúng ta phải dùng cái scanner này, thì chúng ta vẫn phải có lệnh import java.util.scanner ở đây, và chúng ta sẽ định nghĩa một cái biến scanner, thí dụ như là scanner tuna, đúng không? Chúng ta đã gọi là tuna thì bây giờ chúng ta gọi tiếp là tuna bằng new scanner. Và chúng ta một lần nữa lưu ý là Java nó rất là nhạy với chữ hoa và chữ thường nhé, nhạy cảm, chứ nó không phải là có một số ngôn ngữ thì nó không nhạy cảm với cái chuyện chữ hoa chữ thường, nhưng Java thì không phải là như thế. Và ở trong này chúng ta gõ gì? System, đây là chúng ta system đây nhé, sys.in, được chưa? Và ở đây chúng ta chấm phẩy. Và bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa vài con số, tức là khai báo vài cái biến số, biến kiểu số. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng kiểu double thì chúng ta khai báo double. Số thứ nhất ta gọi là sc1, sc2, nó cùng một kiểu thì ta có thể khai báo liền như thế này. Và một cái biến ta gọi là đáp số nhé, đều là kiểu double hết. Như thế này người ta khai báo xong 3 cái biến, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để mà cho người sử dụng nhập vào các cái con số S1, S2 nha. Thì chúng ta làm thế này. System, quên mất là system, system.out. Đây, cái này để chúng ta in ra màn hình, đúng không? Print line. Và ở trong này thì chúng ta bắt đầu gõ, ví dụ hãy nhập số 1, số thứ nhất chẳng hạn, thứ nhất, ok, 2 chấm, tách ra, ok, chấm phẩy. Và ta sẽ lấy cái số này vào, ta nhét vào cái biến S1, thì ta để là S1 bằng tuna là cái biến scanner đấy, đúng không? Chấm next double, được chưa? Nó tự nhảy lên đây thì ta S1 bằng tuna.nextdouble, được chưa? Chấm phẩy. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm như vậy đối với cái số thứ hai. Và tốt nhất là chúng ta sẽ copy cái hàng này vào. Đây, chúng ta để cách ra một dòng nhé, để cho nó dễ nhìn, phải không? Đây, thí dụ chúng ta cũng có thể để như thế này. Và chúng ta sửa lại là hãy nhập vào số thứ hai, viết số 2 cho nó ngắn gọn nhé. Và về là chỗ này thì ta làm gì? SC2. Và tiếp theo chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ làm phép tính thôi. Chúng ta đáp số, chúng ta đáp số bằng, ví dụ như là hai số này cộng với nhau thì ta lấy S1 cộng SC2, chấm phẩy. Và như thế là chúng ta đã, thí dụ như là người sử dụng đưa vào con số S1 là cái gì, rồi S2 là cái gì, thì chúng ta sẽ cộng hai con số với nhau và chúng ta nhét vào cái biến đáp số. Và tiếp theo chúng ta chỉ việc in nó ra màn hình thì chúng ta biết rồi, bằng system. Đây, rồi tốt nhất tôi copy cái này cho nhanh nhé. Home, Ctrl C. Đây, và print line đây rồi, đúng không? Và chúng ta chỉ việc gõ cái biến đáp số ra thôi. Đáp số, nếu mà tôi không nhầm, Ctrl S. Và tiếp theo chúng ta làm gì? Chạy thôi, chạy chương trình này nhé, bằng cách ấn vào đây. Lần sau tôi cứ ấn thôi, không cần phải kéo xuống nữa nhé. Ấn vào đây. Và chúng ta lại kéo lên ở dưới này đây. Hãy nhập số thứ nhất, chúng ta vào cho nó bằng 3 đi, 31 chẳng hạn. Enter. Hãy nhập số thứ hai là, số thứ hai chẳng hạn là 4 chẳng hạn. Enter. Và chúng ta thấy nó in ra màn hình số 35, thế là mọi việc ổn, phải không? Và tiếp theo chúng ta hãy thử nhập mấy cái số thập phân vào đi nhé. Chúng ta chạy lại cái chương trình này và chúng ta hãy chạy lại cái chương trình này và hãy nhập số thứ nhất này,
chúng ta nhập nó vào 5.1 đi, enter, hãy nhập số thứ hai ra cho 6.3 chẳng hạn, error. Và chúng ta thấy là nó ra bằng 11.39999 này, trông có vẻ không ổn lắm, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái chuyện này sau nhé. Chúng ta sẽ giải thích cái việc này sau. Thế còn bây giờ cái tiếp theo là tôi sẽ tổng kết lại cái bài này, tức là tôi sẽ giải thích lại một lần nữa. Đây, chúng ta đầu tiên có gì, là import scanner đây, để chúng ta dùng cái thư viện scanner, đúng không? Và tiếp theo chúng ta khai báo một cái biến scanner tên là tuner, tuna đấy. Và chúng ta khai báo ba cái biến, một biến là S1, S2 và đáp số là kiểu đều kiểu double. Double là cái kiểu mà có dấu phẩy động hoặc là để cái chứa cái số mà không phải là số nguyên. Và tiếp theo chúng ta dùng những cái này để mà system, đây là chúng ta nhắc nhở là hãy nhập số thứ nhất, rồi là chúng ta đưa cái số của người nhập và cái biến tuna bằng cái lệnh như thế này, đưa vào cái biến S1 nhé, đưa vào biến S1 bằng cách như thế này. Tuna là một cái biến scanner mà, và ta sẽ dùng như thế này, next double các thứ như thế này nhé, và làm tương tự với cái số thứ hai, và sau đó thì sẽ in ra màn hình cái đáp số, được không? Đấy, đáp số thì ta cộng hai cái số đó vào nhau và in ra màn hình đáp số. Bài này chúng ta chỉ làm như vậy thôi. Tất nhiên là chúng ta chưa quen với những cái cú pháp này, và cái gì cũng thế thì trước lạ và sau sẽ quen nhé. Tất nhiên nó hơi là lạ so với nhiều thứ ngôn ngữ khác cả. Và chúng ta sẽ, bài này chỉ có vậy thôi. Thank you for watching and see you next time.